77 quốc gia đã ghi nhận ca mắc chủng Omicron, bão giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông. Điểm tin sáng 15 tháng 12, 77 quốc gia đã ghi nhận ca mắc chủng Omicron. Châu Phi chứng kiến số ca COVID-19 tăng 83% trong tuần qua. Các thành phố lớn của Việt Nam lên kế hoạch trước diễn biến dịch phức tạp và bão giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 77 quốc gia đã ghi nhận ca mắc chủng Omicron và có lẽ chủng này hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Tổng giám đốc WHO cho biết, Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến chủng nào trước đó. Ngay cả khi Omicron gây ra tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca bệnh có thể một lần nữa đè bẹp các hệ thống y tế. Và ông cũng cho rằng, các mũi vaccine nhắc lại có thể đóng một vai trò trong việc hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ông cho hay, sự xuất hiện của Omicron đã thúc đẩy các quốc gia triển khai chương trình tiêm tăng cường vaccine cho toàn bộ dân số trưởng thành. Điều này dẫn đến tình trạng tích trữ vaccine của các nước, thiếu vaccine trên toàn cầu. Châu Phi đang trải qua mức tăng nhanh nhất về số ca nhiễm COVID-19 trong năm nay với con số tăng 83% trong tuần qua, mặc dù tử vong vẫn ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm qua 14 tháng 12. Pháp chuẩn bị tinh thần đối phó với làn sóng thứ 6 vào đầu năm sau. Nước Pháp đang chuẩn bị tinh thần đối phó với làn sóng thứ 6 sắp xảy ra vào tháng 1 năm sau vì lo ngại làn sóng này sẽ gây áp lực cho bệnh viện. Trích lời từ một giám đốc điều hành bệnh viện Pháp, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng thứ 6 ở quốc gia này, mặc dù biến thể Delta vẫn đang là thủ phạm gây ra làn sóng thứ 5. Áo có thể sẽ tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Áo có khả năng sẽ sớm khuyến cáo tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên khi 4 tháng đã trôi qua kể từ liều vaccine thứ 2. Các thành phố lớn lên kế hoạch trước diễn biến dịch phức tạp ở Việt Nam. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các biện pháp để chủ động ứng phó với biến chủng Omicron, Hà Nội cũng sẵn sàng trước kịch bản ghi nhận 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Hà Nội đang xây dựng kịch bản người đứng đầu cấp quận huyện xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập các trạm y tế lưu động và đẩy mạnh điều trị F0 nhẹ, cách ly F1 tại nhà đối với tất cả phường xã thị trấn. Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn nằm trong nhóm những địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước. Riêng trong ngày 14 tháng 12, thành phố đã ghi nhận 991 trường hợp dương tính, qua đó nâng tổng số ca nhiễm tích lũy trong đợt dịch thứ tư lên gần 500.000 người. Với nguy cơ xuất hiện biến chủng Omicron cùng những phân tích số liệu thời gian qua, một nhóm chuyên gia đã dự báo thành phố nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với ít nhất một làn sóng dịch mới từ nay đến tháng 6 năm 2022. Tại Cà Mau, trung bình tuần qua, địa phương này ghi nhận khoảng 750 ca mắc mới một ngày. Riêng 14 tháng 12, Cà Mau cũng phát hiện 1.011 trường hợp dương tính, dẫn đầu cả nước. Và để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 tăng cao, mới đây, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã chỉ đạo kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 8. Tại trường chính trị của tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau được giao nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động đây. Cà Mau cũng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao khi 101,17% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi. Miền Bắc nắng hanh, bão Rai giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 12, miền Bắc nắng hanh, ngày và đêm chênh nhau gần 10 độ C, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm rải rác mưa dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay 15 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ chênh lệch gần 10 độ C giữa ngày và đêm, thấp nhất 14 đến 17 độ C nhưng cao nhất lên tới 23 đến 26 độ C. Ngoài ra ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh miền Trung mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm, mưa dông vài nơi. Cơn bão có tên quốc tế là Rai, chuẩn bị tiến vào Biển Đông có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 ngoài khơi Philippines, đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Ngày 19 đến 20 tháng 12, bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền. Cụ thể, áp thấp nhiệt đới phía Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Rai. Khoảng 16 đến 17 tháng 12, bão đi vào khu vực phía Nam Biển Đông, cường độ mạnh. Đây là khu vực có số lượng lớn tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển. Ngày 19 đến 20 tháng 12, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền và ven biển trong bối cảnh COVID-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.